Còn cái em nữa kìa. Con đưa đi, con đủ ăn nữa. Con giảm nho cho mẹ. Giảm nho cho mẹ. Đúng rồi. Con đưa đi cái yến được không? Hảo à, nàng đó. Hậu kêu sinh nhật không cho gì Hậu, giờ Hậu buồn quá gì. Ta mà tin ta chết liền. Tâm hồn em về còn thân xác em ở lại đúng không? Đừng có sặc tội. Chứ ông đậu, ông đậu tóc giả rồi vô chứ trời. Sinh nhật đậu lịch sự với đậu tóc vô lên cái đầu đi. Gì muốn? Gì muốn đặt con đấy? Không ai dám nạt đúng không? Đúng không? Bắt nạt thích đúng không? Đồ mẫu không? Tích cho tích đồ mẫu này. Chà, ông khoa tay, ông bé, ông tích mà tao tất cười. Ông là thả giống như người lớn á. Thả cho con tự ngồi đúng không? Con tự té. À, tự ngồi luôn mà kinh. Mai mà ông Huệ, ông chạy theo chứ. Chụp hình với anh khoa tay chưa? Hả? Chưa. Tôi được chụp luôn. Chưa kể cùng quà đâu dạy đến mức đi lấy đây nó không có gì sáng khỏi quá. Ừ. Chưa thổn cây rồi cùng quà nó gần hết rồi. Hết minh dưa rồi. Hai tay luôn này sợ chứ. Anh ít thổn. Tháo ai dành đâu trời. Này nó ngủ con lợn đó. Này nó cái đồ nó nhiều nhất chưa. Nước này chưa cho cố ngủ chưa. Mẹ nếm một lúc mẹ nếm wow. Không wow. Sao khoai tay kêu nó là con chó? Mèo. Khoai tay nó là con chó. Thôi khoai tay nói thế làm chi thì là đứa không cho biết là được. Khoai tay nó là con chi? Con chó. Con mèo, con mèo. Cuối cùng là con gì khoai tay? Không, nó ta nhìn ra con mèo ta chết liền luôn á. Có bầu người ông lên được. Tên vẫn là mèo. Mèo cha nhậu cái áo hồng mát nha. Cái mời mà con để gấu đây rồi, con chỉ chỗ con chấu rồi nữa. Chị để con gấu ở đây. Đang qua chạy qua bên kia đâu. Đúng rồi, hắn là có mèo hamburger. Mèo hamburger, lên đây mà sân đã làm ra. Hamburger thì là kìa. Cái hamburger á, người ta làm hình con mèo, cái tên nó màu cam đi luôn nè. Người ta để bên trên á, gọi mèo hamburger. Hà mua đó à. Dạ. Chụp, mua trúng cái ông thích nữa. Đây, tiếp chọn mà. Hai. Còn chọn cho anh hai tay đúng không? Tiếp mua cái là tia con nữa, bò thì con nữa chơi liền. Ghê quá, tiếp chọn. Nước trời ơi, ghê quá. Nước chảy kìa bao kìa. Nước chảy kìa đâu. Ôi thì cứ thành em chứ trời. Chứ sao mình là ăn luôn mà. Không có đủ đúng không? Ở dưới cô chọ này nha. Ăn nuốt cái nước cái gì nhẹ nhẹo đây chị lên con. Chưa kịp cắn thấy mặt hằng như sờ. Ghê quá. Cô nhai răng đây chị hằng. Thằng gì rồi chết rồi các họ đi chờ các họ đấy không có được họ đâu vậy con chó này chứ không ngủ hề đó nhá. Đi đi cái trang này, trang bế đắt này. Đi 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 với trang này. Không nghe nó trang bế ở quay vô. Rồi con đi với trang này. Bế cái này. Mẹ ăn
Một mẹ xí xí à. Cho bạn lấy đi. Chị này. Này. Xuống ăn trái cây kìa, trái cây gà chi gà đóng. Biết vì đang ăn, tao nói thiệt trái cây nó dành cho ai ăn chứ con nít không ăn rồi đó. Mình ăn là chín chị. Thế này không biết phải chi luôn. Thế là đã gì đâu, chị nhìn chị biết luôn. Thế là thằng ngầu mày. Nhìn ra. Ở dưới ngọn lên hai. Tích ơi, tích. 6 phút ạ. Chị tự ưng mà. Trời, siêu quá ạ. Đi. Hơ, lấy chị miếng dưa khác. Rồi miếng đi miếng nhỏ đi hấp. Đổ đi. Thôi bớt giận đi, miếng nhỏ thôi, miếng miếng kia đây để miếng nhỏ nguy hiểm đó. Tặng em tiếp nhé. Em tí tặng em khoai tây mà. Đây. Hân có bộ hân dễ thương lắm. Bà con ba size mà hết mất rồi. Ba size đẹp rồi. To sẵn nhỏ dần. Ác xin đi. Cho chị miếng dưa khác để chị lừa cái miếng dưa khác. Miếng dưa khác để lấy cái ống nước đó. Đưa miếng đi ra là lè miếng miệng ra. Này đổi mẹ nào. Này mẹ cho này. Thấy không? Ghê không? Đây đó, không đổi rồi. Ok. Ngu vậy sao? Đó chị này, mình đưa mới làm cái gì mình nước ra, không còn lâu. Khoai tây đâu rồi? Cho tiếp cho cái nào. Đi mất rồi. Đi đâu? À tiếp ơi. Tao ta cười quá mẹ. Mẹ hiểu. Mình rất là vui chứ chị. Được. Nói gì?